Sau đây chúng ta cùng nhau đến với tuổi mục cà phê hotline. Thưa quý vị và các bạn, thông qua các kênh thông tin khác nhau, VTC9 đã nhận được phản ánh của khán giả tại phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội về việc người dân thường xuyên đốt rác gây ô nhiễm môi trường tại bãi rác trên địa bàn của phường. Theo phản ánh của khán giả, tại bãi tập kết rác thải thuộc địa phận thôn Đồng Bích, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, điểm giáp ranh với tổ dân phố 12-13, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội, hàng ngày thường xuyên xuất hiện việc người dân ngang nhiên chở các vật liệu rác thải, đổ trực tiếp chăm lửa đốt tiêu hủy rác thải. Điều đáng nói là được người dân nhắc nhở, các đối tượng còn thách thức cho rằng việc đốt rác là bình thường. Bãi rác trên liên tục bị đốt đã gây ô nhiễm môi trường trầm trọng cho khu dân cư gần đó. Người dân quanh khu vực thường xuyên mệt mỏi, nôn nao mỗi khi có mùi khói, mùi khác xuất hiện. Người dân đã gửi phản ánh đến các cơ quan chức năng nhưng tình trạng trên chưa được xử lý. Phản ánh đến VTC9, người dân mong muốn chính quyền xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai cần xử lý nghiêm những cá nhân đốt rác trái quy định nói trên.